Hôm nay tôi dẫn anh em sang một cái ngôi làng, và các bạn nhìn vào đây sẽ phải gọi đây là làng Nguyên Thủy. Nguyên Thủy từ những cái căn nhà như này cho đến những cái khu vực núi đá xung quanh. Kinh khủng khiếp, đẹp luôn. Khung cảnh như này cực kỳ khó kiếm. Kia là anh em đồng bào người Mông với có mấy con ngựa kia. Quanh cái khu vực này tổng cộng có khoảng gần 20 ngôi nhà. Tôi sẽ ở dài ngày ở đây để muốn mỗi hôm vào ít nhất là một ngôi nhà như này. Xong sống trong này luôn, ngủ ở đây luôn, ăn đây luôn, xin người ta ăn cùng. Bởi vì nếu mà chờ một thời gian nữa, vài năm nữa trở đi, có khi rất là khó kiếm những cái ngôi làng mà còn giữ nguyên cái nét hoang sơ này. Bởi vì dần dần thì theo cái xu hướng là du lịch hóa, thì giữ được nguyên những cái nét như này là hơi hiếm. Mấy mẹ con đi đâu về đây? Mấy mẹ con đi chơi về à? Chú cho kẹo này, chú cho kẹo. Đây của chị, đây của em nhá. Cáo nhỉ, cu năm nay mấy tuổi rồi chị? 2 tuổi rồi à? Thế chị năm nay mấy tuổi? 4 tuổi rồi. 4 tuổi rồi. Hai chị em. Đây chú cho thêm nữa này. Đây, con kẹo đây. Đây của chị nhá. Đẹp nhỉ? Mẹ áo mẹ mua chưa? Vâng. Đẹp thế nhỉ. Nhà mình ở đâu hả chị? Ở Tà Số. À, ở Tà Số à? À vâng. Đấy nha, vào đây nha. Đây con lợn lúc nãy cắt ra đây hả em? Nhìn ngon nhỉ. Đây là cháo hả em? Hay là gì nhỉ? À, canh à? Canh rau cải ạ. À, tí rau cải đây. Đây là nước luộc thịt nhỉ? Đây này, đường lên nhà đây. Bên này là Quang này. Anh Vương này. Anh Phú này. Đây này, bậc lên nhà đấy các bạn này. Còn chưa có cầu thang nữa nhá. Này. Ui rồi, lên này này. Cái này mà ông nào mà đi giày mà trèo lên là đứt luôn đấy. Đi dép tổ ong hoặc là tông này. Đấy, cẩn thận. Ô, hai mầm đẹp chưa? Lợn nướng chắc khoảng 3 năm chứ em? 8 tháng à? À, con lợn con mà nhỉ? Lúc nãy anh Phú không thấy con lợn con. Ừ, đây là con lợn con đấy. Lợn này được 8 tháng các bạn. Ngon lắm. Nhưng mà chờ mọi người ăn trước nữa, mình mới dám ăn. Chờ mọi người gắp ở đây. Rồi, chờ mọi người gắp vài miếng đã, mình bắt đầu mình cho mình gắp rau. Nhưng bản mình là mấy nhà em? 20 nhà, tròn 20 nhà. À, 20 nhà còn người dân 163 người. À, 163 người. Cả trẻ con nữa. 163 người và 20 hộ dân. 20 hộ dân 163 hộ. Là chia ra là trung bình là bao nhiêu? Mỗi nhà bao nhiêu anh Phú? 25 nhà thì có 163. Là một nhà 8 người. Khoảng 8 người. Tiệm giống rau bên mình ấy chứ. Bên mình có rau cải mèo này không? Không có. Không có đúng không? Nướng cả con à? Nướng cả con đấy. Nãy mà em lấy máy không kịp, em không kịp quay. Nướng cả con đây này. Bên này quên mang ít lươn sang làm quà anh Phú nhỉ. Đang trêu anh Phú bảo quên mang ít lươn sang làm quà. Tiết của nó là làm canh đây gì à, lánh. À, mình ăn sống được. Ăn sống làm kiểu này ăn ngon đấy. Ai là máu mẹ con người, chỗ người mẹ máu chứ. À, con người mình phải máu chứ. Đây là gọi là hai anh em. Vâng, hai anh em. Anh là ở khách ở xa, hôm nay là đến thăm gia đình đấy. Dạ. À, vâng. Đây là dạ. Bác ơi. Chắc là lâu rồi hai anh em mới gặp nhau anh nhỉ? Lâu rồi đúng không? Lâu rồi. À, hôm nay mới được uống rượu bắt tay. Từ những lợn này. Nhìn ngon nhỉ? Đẹp.
thơm nhỉ. Thơm như lượng của mình ấy anh Vũ. Đi. Rồi. Rất cảm ơn Lánh nhá. Rất cảm ơn em. Lần đầu anh vào bản đấy. Lần đầu anh vào bản đấy. Cũng may là gặp được Lánh. Lánh giúp cho từ sáng giờ. Để mời anh em ăn bữa cơm. Tôi tranh thủ đi chơi chơi mấy ngôi nhà. Vào các nhà xem cái. Thì vào nhà này với nhà này là một này. Đấy, đây là nhà anh em với nhau này. Tí thử lang thang mấy ngôi nhà trong này. Ô, gia đình ăn cơm bên này à? Anh vừa ăn bên kia rồi. Cả bốn người. Bốn người ngủ luôn. Ai cho ngủ thì ngủ. Ai cũng cho anh. Ai cũng cho, yeah. Chả biết mỗi ngày xin ngủ một nhà người ta có cho không ấy. Có nhà thì người ta sẽ cho nhá. Nhưng mà có nhà thì kiểu bất đồng về ngôn ngữ nó cũng khó nói chuyện ấy. Với cả người ta cũng chả biết mình nào cả. Tự nhiên vào xin ngủ nhờ nó cũng nghe nó khoai khoai. Thì kệ, ai cho ngủ thì ngủ. Nhà này là nãy cũng thấy có khói ra này. Không biết nấu cái món gì trong này. Làm cái gì đây? Làm gì đấy? Này chú cho cái kẹo này. Bố mẹ đâu rồi? Bố mẹ đi đâu? Bố mẹ đi đâu? Còn em không? Ở trong nhà còn em không? Em đâu rồi? À em ở trong nhà. Em đang ngủ à? Em đang ngủ à? À đâu em đâu rồi? Ô chắc bố mẹ đi làm mà. Đi vắng hết rồi. Em đâu rồi, em trốn rồi à? Xấu hổ à? Đấy, biết ngay mà, xấu hổ trốn. Trốn à? Đấy chị chứ. Chị lớn thế này rồi cứ bảo là em. Đây này, mấy ông này vẫn còn ngồi uống rượu này. Thịt ngon không? Ngon đúng không? Bắt tay cái nào? Bắt tay. Đâu cũng được em ạ. Có nhà anh ở trên này. Đông cả đây được mà đây thoải mái rộng đấy. Nhà thằng con lầu này này. À. Đây đấy. Con cả chú gì? Con cả đấy. Con cả. Anh thằng này này. À. Đây nhà sàng đây là nhà thoải mái luôn. Nhưng mà nhà em bỏ 10 tính ngô vào rồi. Không sợ đâu. Tối bố anh cũng sao. Nhà này là thoải mái mà. Nhưng mà anh của anh con cả. Nhưng mà anh này thì chắc là nó ê ôi trời ơi. Tối chuột chảy thì thế nào? Sợ chuột chạy không à? Lợn chạy cũng được. Bắn nó à? Cứ buổi tối đi xoay nó phải ra nhiều, nếu mà bình thường một ngày mình bắt được chừng 3 cân. Dưới cháu đá xô cái nhiều. Trên này là đá lở, đá xô ấy. Trên này là đá xô ấy. Đang bàn chuyện chuyên môn này. Đây là mình đi là mình... Cứ đi có cái rừng này. Xoay ốc, xoay ếch. Đi rừng là ban đêm là mình đi là mình... Toàn chuyện chuyên môn đấy. Các kiểu là cày các kiểu đấy thôi. Không. Đóng xe hay để không nhỉ? Để anh muốn để mang cái bình này về để cho lóc xe em có chở đâu nhỉ? Không chở được. Hay cho trong ghế được nhỉ? Bình nào anh? Bình của ông. Ông đất đây. Ông đất. Ông quay. Ông mình đi. Đây là cái tổ ong đấy. Thì bên này đi thôi. Ừ. À. Rồi đấy. Trong này. Nhưng mà ong trong này nó vẫn còn sống à em? Nhiều cực kỳ luôn. Nhiều à? Nó cứ bay ra bay vào à? Nó hơn tổ đấy đã 9 năm rồi. 9 năm đúng không? 9 năm tổ đây rồi. 9 năm tổ này. Đấy không có đơn án đâu. Đây lỗ ong này. Mỗi một lần mình lấy mật ra được nhiều. Nhiều chứ? Nó được khoảng được gần 2 lít. Một lần lấy ra là được khoảng gần 2 lít à? Anh bây giờ nhá, anh tháo. Ôi mấy ông này đúng chuyên môn, nói chuyện. Mình chả hiểu gì về ong lắm. Rồi trong này xem một nhà này, toàn là ngô này.
Tối là khả năng là trải chiếu là ngủ đây này. Ô mấy đứa chui trong đấy, trốn trong đấy à? Chú tìm thấy rồi nhá. Tìm thấy rồi nhá. Ra đây chú cho kẹo này. Tối chú ngủ đây được không? Có cho được chú ngủ đây không? Được không? Được nhá. Bắt tay này, bắt tay này. Bắt tay. Bắt tay nhá. Nhá, tối cho chú ngủ đây nhá. Ở đây ngủ được không? Được không? Chị cho rồi, em có cho không? Có chứ nhỉ. Mấy tuổi? Mấy tuổi rồi? 5 tuổi. 8 tuổi. Bây giờ là khoảng 6 giờ chiều rồi các bạn ạ. Trời bắt đầu tối tối này, đang chờ cậu em A Lánh, tức là chủ nhà đấy, đi bắt con gà trong kia về. Ôi, trời ngoài này này. Sương buổi chiều. Mưa ấy, hôm nay là mưa nhẹ. Tí chắc tối muộn mới về. Nhà chơi mấy đứa. Đấy, mấy đứa trẻ con bây giờ nó dọn đồ này. Để hết đồ đây, bây giờ bọn nó đang dọn giúp chứ đấy. Chà. Giỏi quá nhỉ. Mấy đứa đang dọn đồ mới giỏi thế nhỉ. Chưa các chú ăn ầm ầm. Các bạn xem cái này đừng có bảo tôi sao không giúp, bởi vì tôi đang cầm cái máy ảnh này. Nó đang nặng, với cả là khi mà người nhà người ta làm, mấy tí nữa người ta làm này. Mình vào mình cũng xem ở trong này có gì hỗ trợ không, mình hỗ trợ. Đây này, bây giờ chuẩn bị tiếp bữa tối nay. Gà rồi. Mới đi ở bên kia về à em? Mới bên cưới về à? Đấy, buổi tối mình có cái bóng điện này, buổi tối mà muốn bật có bật đúng không em? Có. À buổi tối chắc là nó có tích điện nhỉ? Vâng. Ừ. Đấy, nhóm lửa. Các bạn đang xem đang hỏi là tại sao lại không vào giúp gia đình nấu nướng mà cứ quay như thế. Bảo đã quay mất một tay rồi, chỉ giúp được một tay thôi. Vâng. À đây, A Lánh về đây rồi. Ừ. Chà, được một ôm củi này. À, chờ một tẹo, anh còn một cái đèn nữa để anh lấy cho nhá. Anh còn một cái đèn bên này. Chờ tẹo anh sang anh lấy cho. Nấu cám cho lợn. Nấu cám cho lợn này. À, bây giờ lại không phải lấy đèn nữa các bạn ạ. Có cái đèn tích điện trên này. Tưởng là không có thì mình vào mình lấy. À đây, nấu cám cho lợn to này á. À, lâu, hình như lâu nay ít nấu đúng không? Không, có chứ. Vẫn nấu thường xuyên à? Nấu thường xuyên. À. 10 ngày gì đấy thì mình nấu một lần. À. Mình nấu một lần là một chậu đầy. Ừ. Đây này. Mấy ông này là nằm hết đây rồi này. À, có phải đi bắt gà nữa không em? Hay là bắt rồi? À bắt được rồi. Đâu, anh xem với. Ở đâu? Nhốt lại rồi à? À, nhốt trong này thôi thôi. Không phải ấy đâu, mở ra nó lại chạy mất nhỉ. Nó có chạy mất không? Không chạy à? À. À. Xịn đấy. Em thử nâng lại đây cho sáng xem nào. Thì cũng mang lại đây cho sáng. Gà ngon nhỉ? Gà thiến. Ừ. Con này chắc phải 2 cân, hơn 2 cân nhỉ? Hơn 2 cân. À. Ừ. Đấy là A Lánh vừa đi bắt được gà về đây rồi đấy. Nãy bọn nó chơi với nhau, chơi vật tay bên đấy. Chị thắng à? Chị thắng nhỉ? Chị thắng nhóc nhỉ? Ôi, cẩn thận dẫm vào nhá. Để chú nhặt cho. Thương thế nhỉ? Thương thế. Để chú nhặt cho. Có phần có lỗi của chú đấy. Không bê được cho chúng nó.
Nào, có cái gì tí đưa xuống đây, truyền cho chú nhá. Người nó bé quá, nó đánh rơi. Đây, anh cầm cho một cái này. Đây, đây bên này. Vợ chồng A Lánh là có bằng tuổi không hay là vợ ít tuổi hơn chứ nhỉ? À, vợ là chín mấy? À, vợ 99 cơ. Hai vợ chồng hơn nhau 6 tuổi nhỉ? Được 3 đứa nhóc, xinh xắn. Đây là đun nước để làm gà ấy. Mình phải ra xem bọn này mới được. Đấy, lợn thì chỉ chờ đổ phát là lại sơi. Đâu rồi, mang cho chú, chú cầm cho. Nào, mạnh dạn lên. Sao bây giờ bẽn lẽn thế, nãy nghịch lắm à? Tối nay là mấy anh em ngủ đây này. Trải chiếu, bây giờ Hoa đang dọn cái chỗ này cho. Thế này ngủ tha hồ em ạ. Ngủ thoải mái rồi. Mà nãy là Hoa còn lo là bốn anh em ngủ đây sợ chật đấy. Ngủ tốt chứ. Tối mà đói thì dậy lấy ngô đây ăn luôn. Nướng ăn luôn. Nãy vật tay thua nhá, thua chị nhá. Quang ơi, anh bấm quay, em cầm quay từ sau ra đây. Lên được chưa? Về số 1 đây ạ. Về số 1 mà đi. Số 1 thôi. Cái này số 2 thì không có đèo đâu. Đi đi. Em ơi, nhà em đây à? Đấy là nương bác em. À, nương bác em á. Số của em số bao nhiêu? Em tên là gì? Hồng Anh. Hồng Anh. Còn nó có lửa. Nó có tốt lấy. Thôi thôi thôi. Để em xuống cho chắc.